À, ta nói cả thế giới tổ chức cuộc thi à, xem ai là người à, nhịn đói giỏi nhất thế giới. Thì à, dòng sơ khảo thì lội hết, không ai chịu nổi trơn á. Thì à, tới vòng chung kết thì còn được à, 3 nước. Thì à, trong đó thì có nước Việt Nam, à, cái nước Mỹ và cái nước Nhật. Thì cái vòng chung kết này thì bỏ vô một à, cái thùng giống như một cái container gì đó, thì ai nhịn đói lâu nhất á thì người đó chiến thắng. Còn nếu mà ai chịu đựng không nổi á, thì có cái cọng dây chuông á, nắm cọng dây giật giật là ở ngoài biết chạy vô lôi ra. Thì công Mỹ ông thi trước thì ông được 12 tiếng đồng hồ, ông nắm dây chuông ông giật giật khiêng ra qua khán giả là quá trời luôn, quá giỏi anh Mỹ, quá giỏi quá giỏi. Xong tới anh Nhật anh vô, anh Nhật anh vô được 24 tiếng. Wow. Thì Nhật thắng chắc rồi, 24 tiếng mà khán giả là quá trời luôn, Nhật giỏi quá giỏi quá, tại gấp đôi anh kia mà. À, từ nay tới Việt Nam thì Việt Nam vô thì 12 tiếng, rồi 24 tiếng, rồi 36 tiếng, rồi tới 48 tiếng luôn mà không ra luôn. À, ban tổ chức tôi mới chạy vô và khiêng ra luôn, tại vì nó gấp đôi anh Nhật luôn rồi, nên là thắng chắc rồi, đâu có cần mà ở trong chi nữa. Cái đầu vô khiêng Việt Nam mà nó Việt Nam cũng đuối à, tại giữ 48 tiếng đồng hồ mà. Cái bác sĩ đều chăm sóc Việt Nam rồi cho khỏe đó, khỏe hỏi lý do là sao anh có bí quyết gì mà anh chịu đựng được tới 48 tiếng đồng hồ. Anh Việt Nam anh nói bí quyết con mẹ gì đâu, tới 10 tiếng đồng hồ là chịu hết nổi rồi, mà bà mẹ nó có thằng nào treo cọng dây chuông cao quá nắm giật mà giật có tới đâu, bởi lùng mà nó treo cao quá giật không tới, nên là nhờ vậy mà thắng luôn.